Tuấn rất là muốn chinh phục những vai diễn khó, và thật sự Tuấn rất là thích diễn những cái bộ phim tâm lý nặng. Nếu như cái tay Tuấn mà Tuấn không có chịu điều trị sớm thì nó sẽ mất 6 tháng để mà phẫu thuật và sẽ rất là khó bình phục. Mình muốn yêu thương một người hay là mình muốn người khác hiểu mình thì mình phải thể hiện sự ngọt ngào, chứ đừng có bắt người ta phải hiểu cho mình. Khi mà xem một bộ phim này về ít nhiều, người ta sẽ về, người ta sẽ có một cái sự thay đổi. Yakun Lady, công việc bán hàng dành cho phụ nữ. Xin giới thiệu đến tất cả quý vị nam diễn viên Tuấn Trần. Và lần đầu tiên thì xin cho phép Tuấn Trần xin chào tất cả khán giả đang xem. Rất là cảm ơn anh Tuấn Trần đã nhận lời tham gia talk show ngày hôm nay cùng với em. Chị em hỏi chút xíu là đến ngày hôm nay thì anh Tuấn Trần đã tham gia được bao nhiêu bộ phim rồi ạ? Tới tại thời điểm này thì Tuấn cũng làm nghề được 5-6 năm rồi, và Tuấn cũng đã tham gia những cái phim truyền hình có, điện ảnh có, và Tuấn cũng đã tự sản xuất phim web drama cho riêng mình rồi. Thật sự nếu mà nói về chắc ở đâu đó nó phải trên 10 phim. Dạ, yeah. Và thường cái nhân vật mà anh tham gia diễn xuất là một cái nhân vật như thế nào ạ? Tại vì khi mà làm diễn viên thì mình chắc chắn là mình sẽ chuẩn bị tâm lý sẵn là mình sẽ tham gia bất kỳ cái nhân vật nào ở mọi thể loại tâm lý. Và một cái nữa là Tuấn rất là muốn chinh phục những vai diễn khó, và thật sự Tuấn rất là thích diễn những cái bộ phim tâm lý nặng. Và thật sự trong phim Bố Già đó cũng là một cái bộ phim mà Tuấn rất là thích cái nhân vật đó. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ nói đến bộ phim Bố Già nha. Ở trong phim thì anh Tuấn Trần tham gia với một nhân vật như thế nào, tính cách ra sao ạ? Ở trong phim này chắc lẽ là khi mà mọi người xem cái bộ phim Bố Già ở bản web drama thì cái nhân vật này là một cái nhân vật tự do phóng khoáng hơn, thích gì làm đó nhiều hơn, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái tâm lý giống như nhân vật Sang trong bộ phim web drama, đó là đây là một cái nhân vật rất là yêu thương người thân của mình nhưng rất là ngại nói. Ví dụ như là mẹ ơi mẹ ăn cơm chưa, ba ơi ba ăn cơm chưa, sẽ không nói được ăn cơm chưa, ăn cơm chưa. Cứ là như là tôi thấy là đa phần những bạn trẻ bây giờ đều là muốn người khác phải hiểu rằng mình đang yêu thương họ, nhưng mà cái thái độ của mình lại khiến cho cái sự việc á nó trở nên nóng nảy hơn. Thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái nhân vật mà Tuấn rất là thích, bởi vì nó làm cho Tuấn cảm thấy là mình muốn yêu thương một người hay là mình muốn người khác hiểu mình thì mình phải thể hiện sự ngọt ngào, chứ đừng có bắt người ta phải hiểu cho mình. Dạ, anh có nghĩ rằng do cuộc sống ngày hôm nay quá là bận rộn, tất bật nè, người ta dường như là không quá để tâm nhiều đến cái cảm xúc. Giống như khi mà em muốn quan tâm anh đi, em sợ là anh ơi, anh ăn cơm chưa? Nhưng mà nhiều khi mình nhanh quá, mình vội quá, thế là mình, anh ăn cơm chưa? Đúng rồi, kiểu vậy. Và thế là người ta lại suy nghĩ theo cái hướng khác chứ không phải là hướng tình cảm. Mà thêm một cái ý là, ví dụ như bạn nói là, ăn cơm chưa? Cái tự nhiên mình nóng lên, tức là luôn bắt người ta phải hiểu cho mình. Mà ví dụ người ta không hiểu cho mình, người ta có thái độ cho mình thì mình lại giận ngược lại người ta. Yeah. Cái là muốn người ta hiểu mình, yêu thương mình thì thôi nhẹ nhàng đi, sao không chịu. Yeah. Cứ phải nổi nóng lên rồi xong rồi người ta phản ứng lại thì nói là tại sao mình quan tâm họ mà người ta không hiểu cho mình. Yeah. Cho nên là tôi nghĩ là ai cũng vậy, muốn cho người khác hiểu rằng mình yêu thương người ta như thế nào thì mình tốt nhất nên thể hiện đi. Em nghĩ là phim Bố Già là một cái câu chuyện rất là chân thật của cuộc sống đời thường. Giống như là trong gia đình vậy đó, đôi khi người ta nói rằng do là cha mẹ con cái quá thân thuộc với nhau đi, nên đôi khi cái cách chúng ta thể hiện tình cảm với họ nó không bằng cái cách mà chúng ta thể hiện tình cảm với người ngoài. Cách mà chúng ta yêu thương cha mẹ, cách mà chúng ta đối đãi với cha mẹ nhiều khi nó không bằng cái cách mà chúng ta đối đãi với những người bên ngoài. Bạn bè, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bởi vậy cho nên em thấy bộ phim Bố Già nó bộc lộ rất rõ những cái tình huống, những cái cảm xúc ở trong một gia đình. Anh là người tham gia vào bộ phim, anh cảm nhận như thế nào về bộ phim ạ? Cái cảm nhận đầu tiên là Tuấn rất là khâm phục anh Trấn Thành. Tuấn tại sao Tuấn khâm phục anh Trấn Thành là tại vì ảnh đem được những cái yếu tố đời nhất, gần gũi nhất bên ngoài mà Tuấn nghĩ rằng ai trong mỗi chúng ta đều đã gặp ở ngoài để đem vào phim. Và cái cảm nhận thứ hai mà Tuấn rất là thích đó là anh Thành đã làm mọi thứ nó sao ta? Nó gần gũi lắm. Nó nhẹ nhàng dạ. Lắm. Nó như là tự nhiên xem phim mình sống tại sao lúc này cứ là khi mình xem cái bộ phim đó mình thấy cái nhân vật đó nó hổn với ba của nó đó. Dạ. Mình kêu, ủa tại sao nhân vật này là hổn với ba nó dữ vậy ta, nhưng mà thật sự là mình cũng đang hổn với người thân của mình y chang như vậy ở ngoài đời. Có là đây cũng là một cái bộ phim mà Tuấn thích nó ở chỗ là nó làm cho người ta chạm được. Và Tuấn nghĩ nha,
người ta khi mà xem một bộ phim này về ít nhiều á, người ta sẽ về, người ta sẽ có một cái sự thay đổi suy nghĩ, một cái suy nghĩ gì đó để mà thay đổi, để mình làm sao để mình có thể hòa hợp được với suy nghĩ. Tại vì thường á nha, là người cha và người mẹ mắc cười lắm, hai người á nó là một cái khoảng cách thế hệ rất là xa và tư duy hai người rất là xa, sẽ có mâu thuẫn, sẽ có tranh cãi, nhưng cái mục đích mà cái xưa cái ác là mục đích của hai người đều đến từ một cái việc là gì, là mình muốn thể hiện tình yêu thương của mình đối với cái đối phương, nhưng mình chưa bao giờ nhìn nhận và thẳng vấn đề để mình hiểu đối phương đang nghĩ cái gì hết. Thì tôi nghĩ đây là một cái bộ phim mà ít nhiều sẽ thay đổi được mọi người về quan điểm đó. Dạ chính xác, em đồng ý với anh ở cái quan điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì những vấn đề trong gia đình đó, qua lăng kính Quan Trấn Thành em xem, và em nghĩ rằng quý vị khán giả cũng đã xem web drama Bố Già rồi và cảm nhận rằng những tình huống trong gia đình được anh Thành làm một cách nó vừa chân thật mà nó vừa hài hước nữa. Để rồi sau những cái pha gây cười đó, mình phải ngồi lại mình suy nghĩ là tại sao cha của mình, mẹ của mình yêu thương mình cái cách đó, nhưng mình lại yêu thương họ theo cái cách khác. Và đôi khi nha, em cho anh, nhưng anh không có thích cái kiểu cho đó. Đúng mà rồi. Anh lại thích một cái kiểu cho khác. Đúng rồi. Thì mình cũng không thể nào áp đặt cái tình thương của ba mẹ áp đặt vào con, mà chúng ta nên thấu hiểu, lắng nghe. Thì lúc đó hai bên sẽ hòa hợp được với nhau. Chứ ba mẹ muốn cho con theo cách A nhưng con lại muốn nhận theo cách B. Thì làm sao mà có thể hòa hợp với nhau, đúng không? Mà không bao giờ mình chịu dám nhìn thẳng vào vấn đề đó thì cái sự mâu thuẫn đó nó sẽ kéo dài. Dạ. Và trong suốt quá trình quay phim á, anh có nhớ một cái kỷ niệm nào vui thật vui mà anh đã có với đoàn phim Bố Già không? Thật ra cái kỷ niệm mà đoàn phim á, rất là nhiều kỷ niệm vui. Dạ. Kỷ niệm kể mà Tuấn, một cái đi. Kỷ niệm mà vui nhất chắc có lẽ là cái phân đoạn mà Tuấn đấm tay vô tường. Dạ. Là lúc đó Tuấn bị chấn thương. Cái điều mà Tuấn vui nhất là ở tại thời điểm đó đó, cái cách mọi người quan tâm mình thì mình nghĩ là ảnh hưởng mọi người rồi. Mình đã diễn sai rồi, mình diễn không ra rồi, ảnh hưởng mọi người rồi. Nhưng mà cái tâm lý của mọi người là gì? Không sao đâu tao con. Không sao đâu Tuấn. Mình diễn không được thì mình diễn lại chứ không có gì hết á. Nhưng mà cái mọi người quan tâm là gì? Mọi người quan tâm đến sức khỏe của Tuấn. Rồi anh Xìn mới kêu thầy thuốc đến tận hiện trường để mà chữa trị tai cho Tuấn. Mà nếu như cái tai Tuấn mà Tuấn không có chịu điều trị sớm á, thì nó sẽ mất 6 tháng để mà phẫu thuật và sẽ rất là khó bình phục. Và cái cách mà mọi người quan tâm Tuấn, hỏi han Tuấn như thế nào thì thật sự Tuấn cảm thấy đó là một cái tình cảm gia đình. Và trong cái bộ phim này á, được một cái đoàn phim của Tuấn rất là thương Tuấn. Tại vì Tuấn á, đóng phim này Tuấn phải giảm 9kg. Dạ. Nhưng mà Tuấn ăn uống thì mọi người biết là giảm 9kg là mình phải ăn có một cái chế độ nó hợp lý, chứ nó không được ăn cái gì quá gọi là thừa thải hay là kiểu đồ ngọt quá nhiều. Được một cái đoàn phim rất là thương, là mỗi lần mà Tuấn ăn kiêng, Tuấn ăn rau, Tuấn ăn gì đó thì đoàn phim sẽ mua da ua là kiểu tra tấn Tuấn về tinh thần, để mọi người giúp Tuấn để có sự kiên trì tốt hơn khi mà đóng phim. Tuấn rất là thương mọi người. Thật ra em phải cảm nhận một điều rằng sau một bộ phim đóng máy lại, người ta cảm nhận bộ phim đó không chỉ là một cái công việc của mình mà đó là gia đình. Họ yêu thương, quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau để có được cái kết quả tốt nhất. Và thưa quý vị khán giả thân mến, có thể là sau những chia sẻ đến từ anh Tuấn Trần thì quý vị có thể cảm nhận được một điều rằng sau ánh hào quang của sân khấu, sau rất là nhiều những cảnh phim đẹp mà quý vị xem ở trên màn hình điện ảnh hoặc là màn hình TV đi, thì chúng ta cảm nhận rằng diễn viên nó đóng hay quá, diễn viên nó xuất sắc quá, nhưng mà không biết rằng phía sau đó là rất là nhiều những nỗ lực và cố gắng của các diễn viên để mang đến cho quý vị những thước phim chân thực nhất, hay nhất và giàu cảm xúc nhất. Rất là cảm ơn anh Tuấn Trần đã đến với chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ đến cho tất cả quý vị khán giả. Chúc anh sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.